Dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi chiều ngày hôm nay nha. Dạ ngày hôm nay thì em Hải xin phép được cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình về tỷ giá USD cũng như là một số ngoại tệ và giá vàng và một số tin tức của ngày hôm nay, ngày 27 tháng 8 năm 2024 nha quý cô chú anh chị và các bạn mình. Và hiện tại thì em Hải đang có mặt tại con đường Huyền Trân Công Chúa. Phía bên này thì mọi người có thể thấy là hai bên đường có những cái hàng cây khá là lớn cổ thụ hai bên đường. Và phía bên tay trái của Hải là Dinh Độc Lập và bên tay phải là công viên Tao Đàm nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Dạ hôm nay thì mình sẽ đi dạo ở một số cung đường tại khu vực trung tâm Sài Gòn mình. Ở đây thì mọi người có thấy này, ở đây có cái chỗ đậu cho mọi người đậu xe ô tô theo giờ nha. Đây khu vực này em Hải đi mọi người có thể thấy đấy. Dạ vâng, thì buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết cũng hơi xấu một xíu. Nhưng hình ảnh mọi người đang nhìn thấy là lát nhìn thấy này, ở khu vực bên này, bên tay phải của Hải là những cái cửa hàng buôn bán những cái dụng cụ cũng như là đồ thể thao tại khu vực này. Ngày trước thì đã có một thời gian vắng bóng và đóng cửa, dán biển cho thuê mặt bằng, nhưng đến bây giờ thì đã quay trở lại buôn bán cũng tương đối là nhộn nhịp và sầm uất. Dạ thì ngày hôm nay thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng trước, sau đấy đến tỷ giá ngoại tệ nha. Thì cụ thể như sau, thì đối với giá vàng miếng SJC của thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với SJC của Hà Nội thì cũng vậy, mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với thương hiệu vàng Doji ngày hôm nay thì cũng mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn Doji ở Hà Nội thì cũng vậy, mua vào với giá là 79 triệu và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với thương hiệu vàng BNG Hồ Chí Minh, mua vào với giá là 79 triệu, bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với BNG Hà Nội cũng vậy, mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá 81 triệu. Còn đối với vàng miếng SJC Phú Quý ngày hôm nay thì đã mua vào với giá là 79 triệu và bán ra với giá là 81 triệu đồng. Còn đối với thương hiệu vàng SJC Bảo Tiến Minh Châu thì cũng mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với và Eximbank và TPBank Gold thì mua vào đồng loạt, mua vào với giá là 79 triệu đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Còn đối với vàng của Minh Hồng thì ngày hôm nay là có chiều hướng đi giảm nha cả nhà, giảm 500 ngàn đồng đối với chiều mua vào, mua vào chỉ còn 79 triệu 500 ngàn đồng và bán ra với giá là 81 triệu. Thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy là giá vàng miếng ngày hôm nay không có biến động gì mới, vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch của ngày hôm qua cả chiều mua vào và chiều bán ra, trừ đối với vàng miếng Mi Hồng thôi thì có giảm 500 ngàn đồng so với phiên giao dịch của ngày hôm qua. Dạ vâng, thì tiếp theo em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình về giá vàng nhẫn ngày hôm nay nha. Dạ vâng, giá vàng nhẫn ngày hôm nay thì em Hải thấy là có vẻ là chiều hướng đang đi lên. Thì cụ thể như sau, đối với vàng nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ tới 5 chỉ, mua vào với giá là 77 triệu 300 ngàn đồng và bán ra với giá là 78 triệu 550 ngàn đồng. Còn đối với vàng nữ trang 4 số 9, mua vào với giá là 77 triệu 200 ngàn đồng và bán ra với giá là 78 triệu 150 ngàn đồng. Còn tiếp theo là mình tới với vàng nữ trang 24K thì cụ thể như sau, mua vào với giá là 75 triệu 376 ngàn đồng và bán ra với giá là 77 triệu 376 ngàn đồng. Còn đối với vàng nữ trang 18K thì mua vào với giá là 56 triệu 268 ngàn đồng và bán ra với giá là 58 triệu 768 ngàn đồng. Còn đối với vàng nữ trang 14K thì mua vào với giá là 43 triệu 216 ngàn đồng, bán ra với giá là 45 triệu 716 ngàn đồng. Còn đối với vàng nữ trang 10K thì mua vào với giá là 30 triệu 242 ngàn đồng và bán ra với giá là 32 triệu 742 ngàn đồng. Dạ vâng, thì đây là giá vàng miếng SJC cũng như là giá vàng nhẫn ngày hôm nay em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn để mọi người có thể cập nhật và mua vào hoặc là bán ra nha. Đã, tiếp theo thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình một số thông tin cũng như là tỷ giá ngoại tệ ngày hôm nay. Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì em Hải thấy là tỷ giá ngoại tệ có vẻ là đồng loạt đi xuống cả nhà, rớt
đối với đồng đô la thì rất cũng tương đối là thảm hại. Đô la thì có vẻ là 2 tuần quay trở lại đây thì mọi người thấy là giá đô la nó rất kinh khủng luôn. Thì cụ thể như sau, đối với đô la của thị trường chợ đen ngày hôm nay thì mua vào với giá là 25.150 đồng, bán ra với giá là 25.300 đồng. Thì đối với chiều mua vào thì giảm tới 50 đồng, còn chiều bán ra thì vẫn giữ nguyên so với phiên giao dịch của ngày hôm qua, không có sự thay đổi. Dạ vâng, thì tiếp theo thì mình sẽ cập nhật một số ngoại tệ khác nữa gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình để mọi người có thể tham khảo nha. Nhưng mà hôm nay thì em lại thấy là đồng loạt thì giá ngoại tệ đều đi xuống. Dạ vâng, thì đây là cái thông tin cũng hơi buồn đối với những cô chú anh chị nào mình về nước đi chơi du lịch thì nó xuống giá như vậy thì mọi người lại cũng mất đi một khoản. Đấy. Dạ vâng, thì cụ thể như sau, đối với đô la Úc ngày hôm nay mua vào với giá là 16.828 đồng và bán ra với giá là 16.928 đồng, thì có chiều hướng đi xuống. Còn bảng Anh thì ngày hôm nay mua vào với giá là 32.768 đồng và bán ra với giá là 32.988 đồng. Còn đối với Yên Nhật thì ngày hôm nay thì có chiều hướng đi xuống nha cả nhà, chỉ còn 171 đồng thôi và chiều mua vào với giá là 172 đồng. Còn đối với đô Canada thì hôm nay cũng chiều hướng đi xuống nữa. Giờ cụ thể như sau, mua vào với giá là 18.439 đồng và bán ra với giá là 18.539 đồng quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, thì vừa rồi thì em Hải đã cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình về tỷ giá USD cũng như là tỷ giá ngoại tệ, giá vàng ngày hôm nay. Vâng, thì hôm nay thì em Hải thấy có một cái ngân hàng, đó là ngân hàng Vietcombank, hôm nay đã chính thức bán vàng miếng SJC qua ứng dụng của ngân hàng. Dạ thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình nha. Thì cụ thể như sau, đó là ngân hàng Vietcombank là ngân hàng đầu tiên triển khai tiện ích mua vàng miếng SJC trên ứng dụng Vietcombank. Thì từ ngày 27 tháng 8, Vietcombank triển khai tiện ích mua vàng SJC trên ứng dụng nhằm nâng cao sự thuận tiện cho khách hàng. Dạ vâng, thì đây là một cái thông tin cũng khá là hay rồi, những quý cô chú anh chị mình không phải xếp hàng để mình mua vàng giống như ngày trước nữa, thì bây giờ mọi người có thể mua qua ứng dụng và sau đấy thì khách hàng nhận xác nhận lịch hẹn kèm các thông tin cụ thể về thời gian địa điểm giao nhận vàng miếng qua tin nhắn OTP hoặc là đăng ký sử dụng trên app, thì mọi người có thể ghé tới và nhận vàng miếng rất là hay nha. Thực sự thì quá là hay đó mọi người. Đấy, mọi người đặt xong đấy mọi người có thể ghé qua quầy và giao dịch thanh toán bằng tiền mua vàng SJC tại quầy. Vâng, đây là một cái thông tin rất là hay. Hy vọng này một số ngân hàng khác cũng như là một số cái chỗ cửa hàng buôn bán này mọi người có cái ứng dụng để cô chú anh chị mình đặt mua vàng miếng thuận tiện hơn, đỡ phải đi xếp hàng như hôm trước. Em Hải thấy cái cảnh xếp hàng cũng khá là mệt mỏi. Dạ vâng, thì tiếp theo thì em Hải sẽ gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình một số cái thông tin để mọi người có thể biết được, để mọi người có cập nhật thông tin nha. Vâng, thì đây thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình về lịch nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này nha, Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 này. Thì cụ thể như sau, đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động ở Sài Gòn mình sẽ được nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 trong vòng 4 ngày từ thứ bảy cho đến hết ngày thứ ba. Nhưng quý cô chú anh chị mình, dạ vâng, thì kỳ nghỉ lễ này cũng khá là dài luôn đấy, từ ngày 31 tháng 8 cho tới ngày mùng 3 tháng 9 cơ. Đấy, thực sự quá là dài luôn. Thoải mái cho quý cô chú anh chị mình đi du lịch tham quan mua sắm rồi về quê. Nhưng mà giờ này thì chắc là mấy ngày nữa thì những cơ ngõ tại khu vực trung tâm Sài Gòn là chắc là sẽ kẹt với mọi người này, thì mọi người được nghỉ nhiều mà. Đấy, nghỉ nhiều thì mọi người sẽ về quê cũng đi du lịch, thì cơ ngõ tại thành phố Hồ Chí Minh mình năm nào nó cũng vậy. Dạ vâng, thì em Hải cũng mới vừa cập nhật được cái tin tức này khá là mới ở trên báo Thanh Niên vào lúc 17 giờ 04 phút. Thì cụ thể như sau, đó là
thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi. Thì cụ thể như sau, ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã tuyên bố quyết định công bố dịch bệnh truyền nhiễm dịch sởi và thời gian xảy ra dịch sởi là vào tháng 8 năm 2024, quy mô toàn thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thì đây là một cái thông tin khá là mới trong buổi chiều ngày hôm nay mà em Hải muốn cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình. Thì cụ thể như sau này, ngày 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết tuần qua thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 85 ca sốt phát ban nghi là sởi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 20 ca dương tính, 44 ca không lấy mẫu và 17 ca chưa có kết quả, 4 ca âm tính. Vâng, thì tổng số ca sốt phát ban nghi là sởi tích lũy từ đầu năm đến tuần qua là 525 ca, cụ thể là 209 ca dương tính và 164 ca không lấy mẫu, 2 ca có kết quả, 2 ca có kết quả xét nghiệm không xác định, 23 ca chưa có kết quả và 127 ca dương tính. Dạ vâng, thì đây là cái thông tin khá là mới ngày hôm nay em Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình để mọi người có thể đề phòng nha. Dạ, thì bây giờ thì mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo cùng với Hải nữa. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực chợ Bến Thành, thì mọi người có thể thấy là hai cửa hàng đổi ngoại tệ Hà Tâm và Mai Vân thì dòng người vẫn đang xếp hàng để đổi ngoại tệ đây, cả hai cửa hàng tại khu vực này. Vâng, thì quý cô chú anh chị mình có thể ghé qua khu vực này nhé. Thì cái gì thì mọi người cũng phải về Sài Gòn thì mọi người cũng phải tham quan tại khu vực chợ Bến Thành, thì mọi người có thể ghé qua đây đổi ngoại tệ nhé. Dạ, thì bây giờ em Hải mời tất cả mọi người mình cùng tiếp tục đi dạo cùng với em Hải tại khu vực trung tâm